Thưa quý vị, hôm nay họ đang có rất là nhiều cái món đồ mà thấy rất là lạ. Hadi Won, em sưu tập cái gì vậy? Em thì hay sưu tầm về cái tâm. Tâm niệm thì đâu có sưu tầm, mỗi người một cái tâm niệm để mà sống. Không phải cái tâm mà là tâm. Chút tiếp. Xí răng. À, tâm xí răng. Dạ, tâm xí răng. Mấy cái đó dơ lắm á. Quan trọng là em sưu tầm là người ta xỉa xong ta dục em lượm hay là em xỉa xong em cân. Thưa quý vị, đây là tâm sản xuất năm 1200 trước công nghiệp. Trước công nguyên. Trước công nguyên. Chứ không có cái thế giới nào mà trước công nghiệp hết trơn. Dạ, trước ngọc, trước công nguyên. Ừ. Nó, tại vì nó lâu quá, nó đen thùi lùi. Rồi còn một cái nữa là tâm đã được là ông cố nội nghĩ rằng. Ông cố nội là gì, em biết không? Ông cố nội là ông của cố nội. Cố nội của ông nội. Ông của ông nội. Bộ sưu tập này nó hơi có mùi ha. Tại vì em bình thường em nghĩ tới ai đó là em phải có mùi em mới nghĩ tới được. Một cái nữa là tâm kỷ niệm ăn chung với mối tình đầu em. Là người Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi anh. Anh biết ông đó mà. Còn biết Tuấn hôm nay gặp lại. Nhìn ấy. Trời ơi, mắc cỡ cũng vừa phải. Nhìn Tuấn. Không dám nhìn. Nhìn đi. Thôi nè, tỉnh này. Hôm nay gặp lại Thúy Ngân. Tuấn à, em thấy sao? Em thấy Ngân đẹp mà. Cảm ơn. Ánh mắt của Tuấn nó rung. Tại sao vậy? Lâu lắm khi mà nhìn thấy em trong ánh mắt của ảnh. Không, cái cặp mắt như vậy là cặp mắt nói dối. Dạ, xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây, bộ sưu tập của em. Chỉ tay hả? Dạ không, vi khuẩn. Em sưu tập vi khuẩn. Trong cái lòng bàn tay nhỏ bé như vậy thôi có hơn 4,6 triệu vi khuẩn. Người ta nói những cái người mà sống một mình cô đơn đó, nhưng mà em không bao giờ cảm thấy cô đơn vì lúc nào cũng có vi khuẩn ở bên cạnh em. Chị đúng vậy đó không? Không, mọi người bị sai rồi. Mọi người cứ nghĩ vi khuẩn là sẽ làm hại sức khỏe đúng không? Đây nó có lợi khuẩn sống chan hòa để cho một gia đình. Nè nhìn đi, nó đang chơi tung tăng cái này, nè thấy không? Vui hơn rồi nè, nó vui hơn rồi. Trời ơi, em cảm giác hạnh phúc quá. Nhìn mấy đứa con của em nuôi từ trước tới giờ em hạnh phúc quá. Trời ơi, quá trời dễ thương luôn. Thấy rõ ràng rồi đúng không? Đi, con nó bộ đẹp quá mọi người ơi. Ơi mọi người sao vậy? Bốc thăm trúng thưởng chương trình okay, số giờ, của chúng tôi chỉ xoay. Một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất tại chương trình ai là số 1. Ủa nó ra nè. Bạn thì xem là đây là bảo bối gì? Đây là cái bảo bối mà đeo ở trên đầu có mình ngón tay chỉ. Đây là mũ thôi miên. Mũ này thì đội vào có thể sai khiến tất cả mọi người. Đây bây giờ tới trường gian bóc. Đây bảo bối. Ấy một cái thôi. Hai luôn ạ. Hai luôn. Đây là gậy đánh tráo giấc mơ. Đâu, đèn pin thu nhỏ. Còn đây là tô thạch xanh. Tô thạch xanh. Rạng hoài không? Cái này là hình như là cây viết bút chì vẽ nên cái gì, cái hình gì. Đây là bút chì 10 điểm. À. Và đây rất là tiếc, đây là chiếc mũ tàng hình ạ. Anh nói sao ra tô con thạch xanh không hay được. Không có tuổi thơ rồi, anh không có tuổi thơ. Nói đại cho làm gì biết. Nói đại cho làm gì biết. Nói đại cho làm gì biết. Anh xem chị Harry nè. Anh nghĩ là cái rượu đây là mỗi một cái bảo bối là mình có thể tưởng tượng theo nhiều cái cách khác nhau. Thấy chưa, là tôi đúng. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh HTV2 V Channel.